nhỏ, cho nên chúng ta tranh thủ xong kết thúc cái buổi hôm nay. Đó là con có sử dụng một ít văn phòng phẩm nhỏ lẻ cho mục đích cá nhân như in và tờ giấy A4, cái kẹp giấy ghi bấm mà không hỏi qua sếp, vì theo con nghĩ nếu hỏi sếp sẽ không ý kiến gì và lại tạo sự ngại ngùng. Vậy con có tạo nghiệp trầm cấp không? Thì ở đây đó, sư có một cái gợi ý là theo tạng luật của phân tích giới tỳ kheo á, trong cái tội mà Parajika, cái tội trộm cắp á, thì nó lại có một cái nhánh như thế này nè, là nếu như hai vị đồng phạm hạnh mà sử dụng vật của nhau với suy nghĩ là biết rằng chứ không phải là tôi tưởng tượng rằng, mà là biết rằng nếu như vị đó có biết thì vị đó cũng hoan hỷ, thì như vậy á, cái việc mà mình lấy á, thì nó không phạm tội trộm cắp. Ví dụ như đó, bây giờ sư với sư Tuệ Tường á, ngồi giờ sư ghé cốc sư Tuệ Tường ngồi chơi, và sư rót ly nước, tại vì sư biết là nếu như mà sư Tuệ Tường không có mặt ở đó mà sư Tuệ Tường biết sư rót ly nước uống cũng không có vấn đề gì, thì cái chuyện đó nó không thành cái tội trộm cắp được ha. Cũng tương tự như vậy đó, quý vị xem coi là cái mình và sếp có đủ thân thiết để mà nếu sếp có biết là mình có in một tờ giấy hay lấy một cây kẹp thì cũng không vấn đề gì, thì như vậy thì nó cũng không sao. Lại thêm một vấn đề nữa đó, thì chúng ta xem coi là cái những cái tài sản đó đó thì có phải là sếp mặc nhiên là nếu như mà nhân viên cần thì nó in vài tờ giấy cũng không sao, hoặc nếu có cần thì nó để đó, đó để cái đóng kẹp đó, nó có lấy một hai cái để nó xài, nếu như sếp có cái chủ ý đó thì cũng không sao. Tuy nhiên nếu như mà ông sếp mình á, là cái kiểu người mà khó khăn, tức là một tờ giấy cũng không cho, thì nếu mình lấy thì đó lại phạm vào cái tội trộm cắp. Và cái vấn đề này thì chắc sư Tề Từ cũng không có bổ sung gì hết. Nếu mà không có thì chúng ta Xin nói thêm nhỏ nhỏ nè. dạ vâng, dạ. Dạ thưa quý vị, sư xin nói thêm một điểm nhỏ là như vậy. Riêng câu số 3 này nè, tôi thấy đây là một cái câu hỏi hay, không? Và Đức Hành Tại cũng rất khéo léo trả lời. Cho nên sư chỉ có thêm một cái gợi ý thôi, là quý vị nếu mà nghe qua câu hỏi này thì nên nghe nên lưu tâm lấy câu hỏi này nghe lại lần nữa, tại vì đây là một câu, sư đánh giá là đây là một câu hỏi hay và cũng câu một và một câu trả lời khéo léo thì cũng rất là đầy đủ rồi. Xin kết thúc cái phần trả lời. Dạ vâng. Và như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi vấn đáp ngày hôm nay.